Đang combat mà mắc toilet, siêu nhân làm gì? Đây là vấn đề được đặt ra trong movie kỷ niệm 20 năm của chiến đội Bộc Long Aba Ranger. Cụ thể, khi ba chiến binh xanh, đỏ, đen đang đánh nhau với con yêu quái siêu cấp thạch sùng Abrengeko, họ đã bị hắn tấn công chỗ hiểm bằng đòn Rengai Beam, khiến cả ba đều mắc toilet đến nỗi không đánh được nữa. Chẳng những thế, ở gần đó còn không có nhà vệ sinh công cộng. May mắn là trong cơn mắc toilet, siêu nhân đen Asuka đã trấn an họ rằng Abaresut có trang bị cho tình huống như thế này. Nó có thể hấp thụ, phân hủy, khử trùng và loại bỏ các tạp chất ở cấp độ phân tử. Do đó, họ có thể xả lũ ngay tại chỗ cũng được. Dù ban đầu thấy khá hoang mang Hồ Quỳnh Hương do đây là lần đầu tiên cả ba gặp phải chuyện này trong suốt 20 năm, nhưng sau đó họ cũng đã chọn đặt niềm tin vào bộ trang phục của mình vì chịu hết nổi. Cuối cùng, cả ba đã xả lũ tại chỗ thành công trong Abaresut, tạo thành một cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời và tiếp tục chạy KPI diệt quái. Mấy bro còn biết sự thật thú vị nào nữa không? Hãy đăng ký và comment cho Messine biết nha!